Xin chào các bạn đang xem đây là cái dòng main bo mạch chủ V8 Z17 trừ M Pro này, các bạn. M Pro đây là dòng main của Asus. Đấy. Thì các bạn ở đây ấy, đây là một trong những cái main nó hỗ trợ đầy đủ các công nghệ, các bạn xem rõ không ạ? Đấy, rất là rõ và đấy, nó hỗ trợ đầy đủ các công nghệ khá là tiên tiến thời điểm mà cái sản phẩm này ra mắt các bạn ạ. Và đến thời điểm hiện tại thì nó sử dụng vẫn tốt. Thì cái chipset nó sử dụng cái chipset Z17 ấy, khi mà sử dụng trong quá trình mà chạy thì nó cũng cực kỳ êm, cũng như là cực kỳ ổn định và nó cũng nhanh các bạn nhé. Đấy, nó sẽ nhanh hơn những cái chipset thế hệ cũ trước đó hoàng ạ. Đấy, thì các bạn nhìn tổng thể vào đây thì các bạn thấy là cái bo mạch này nhìn nó khá là ngầu, như là những cái bo mạch được thiết kế chuyên dụng cho chúng ta để chúng ta làm việc ở chế độ đồ họa cũng như là cho giải trí, được chưa? Đó, thì nhìn main thì khá ngầu, thì ở đây có thiết kế cũng như là cái các bạn có thể xem này, đây là có tảng nhiệt to nguồn đi cộng VLM các bạn. Ở dưới này có sẽ có tảng nhiệt các bạn nhá, tảng nhiệt cho đi cộng VLM ở dưới này. Đấy. Đó. Và đây là CPU và hỗ trợ card màn hình, hỗ trợ RAM. Ở đây là chúng ta thấy là hỗ trợ 4K RAM, max tối đa đó chính là 32GB RAM các bạn nhé. Đấy, chúng ta chạy full 4 thanh 8GB vào đây. Để max tối đa là 32GB RAM. Đấy. Và đây là chipset Z17 này. Đấy. Đây là có cái cổng SATA, đây là có 6 cổng SATA và 6 cổng SATA. Hai cổng này là SATA 6GB. Thì là SATA 6G. Đấy. Hay là người ta gọi là SATA 3 đấy. Còn 4 cổng này gọi là 4 cổng SATA 2 hay là gọi là SATA 3. 3G đấy. Và đây có 4 khe cắm các màn hình các bạn nhé. Nhưng mà chúng ta để tốc độ cao nhất và chạy tốt nhất thì các bạn nên cắm vào khe đầu tiên này, PCIe 16X nhân 1 3.0 này các bạn nhé. Đấy. Và đây có một cột con cạc âm thanh sử dụng con cạc của Litech, được chưa? Đấy, Litech. Đó. Ở bên đằng sau này các bạn có thể thấy là có các cổng đầy đủ, các cổng kết nối hiện nay phổ thông hiện nay, cổng đệ, cổng VGA, cổng DVI, được chưa? Đấy, và đây là cổng HDMI. Cổng HDMI này thì xuất cả hình và cả tiếng luôn ra màn hình, được chưa? Đấy, nó hỗ trợ trực tiếp ở trên main luôn các bạn nhé, chứ chưa nói đến các đồ họa. Đấy, nó chạy ở trên main luôn. Vậy trên main khi các bạn sử dụng những cái chip Core i ấy thì các bạn đã có thể xuất ra 3 màn hình ở trên main rồi, chứ chưa nói các bạn cắm cạc màn hình vào các bạn nhé. Đây các cổng sao, cổng âm thanh vào này, âm thanh ra này, cổng USB 3.0 có 3 cổng USB 3.0, có 4 cổng USB 3.0, 1, 2, 3, 4, các bạn thấy cổng màu xanh này chưa ạ? Đấy. Đó, và có 2 cổng USB 2.0. Đấy. Ở đây thì trên bo mạch chủ này ấy thì các bạn có thể thấy là ở đây hỗ trợ tụ rắn, ở đây là toàn hỗ trợ full tụ rắn chuẩn của Nhật Bản, thì nó giúp cho cái tuổi thọ tụ cũng như là tụ nó sẽ được bền hơn, tránh cái hiện tượng mà tụ nó bị phồng, được chưa? Đó, phồng hay gọi là phù tụ đấy. Đấy, thì nó cho tuổi thọ nó sẽ tốt hơn, được chưa? Nó bền hơn, nó được lâu hơn. Đó, cho nên được full tụ rắn. Đấy. Có một điểm đặc biệt lưu ý nữa là khi mà các bạn một số dòng main cao cấp ấy, tại sao ở cái tụ mà hỗ trợ cho cái cạc âm thanh thì nó là tụ hóa. Đấy, tụ hóa, về cái bản chất tụ hóa thì nó sẽ cho chất lượng âm thanh của chúng ta tuyệt vời, nó tốt hơn nếu mà các bạn thiên về những cái phần audio giải trí ấy. Được chưa? Đấy, thì nó sẽ thiên về cái tụ hóa. Tụ hóa thì nó sẽ chất lượng của nó thì nó không thể bằng tụ rắn, nhưng mà về cái độ âm thanh nổi bật, chất lượng âm thanh thì nó sẽ hơn các bạn nhá. Đấy, lưu ý ở cái giờ đấy. Đó. Đấy. Đó, đây là cái một trong những cái bo mạch chủ cách đây khoảng
8 đến 9 năm thì nó là một trong những cái ông vua các bạn ạ của chùm Z77. Đây được gọi là chùm gần cuối các bạn ạ, P8 Z77. Được chưa? Còn Z77 là chùm cuối các bạn nhá của dòng socket 1155. Đấy, đây là dòng socket 1155 các bạn nhá. Đấy, hỗ trợ do CPU 1155, CPU Core i mạnh nhất của 1155 đó chính là Core i9 3770K các bạn nhé, và một số dòng chip Xeon V2 các bạn nhé, E1230V2 chẳng hạn. Đấy, đó thì nó có thể hỗ trợ Xeon luôn. Đấy, đó đây là BIOS ở đây này. Đấy, USB 3.0 ở đây này, có thể cắm thêm này. Đấy, đó dòng con mạch này. Thực ra dòng con mạch này mình thấy là chạy khá là bền. Đấy, đó ở đây là có sử dụng một cái cổng cấp nguồn 8 pin, bắt buộc phải có cổng xuất nguồn 8 pin UEFI board chẳng hạn. Đấy, đó anh thấy chưa. Đấy, bo mạch chủ này thì được mua vào 31 tháng 10 năm 2013 các bạn ạ. Thì cách đây thì tầm khoảng bây giờ là 2021 rồi, thì cách đây nó là rơi tầm khoảng 8 năm rồi các bạn ạ, thì rất là lâu rồi, sử dụng rất là bền các bạn ạ. Đấy, rất là bền luôn, sử dụng rất là bền luôn. Về các bạn có thể xem qua ở đây một tí, có một số công nghệ hỗ trợ, ví dụ như ở đây ấy, thì cái công nghệ hỗ trợ ví dụ như ở đây có một cái nút, đó chính là cái nút USB, có nghĩa là nút boot flashback ấy. Được chưa? Đấy, USB boot flashback có nghĩa là như nào, có nghĩa là khi mà các bạn sử dụng mà trong quá trình mà các bạn bị tình trạng có nghĩa là bị lỗi ấy. Ví dụ như các bạn đang ép xung chẳng hạn, thì hệ thống BIOS của nó đang gặp trục trặc gì cả, thì nó sẽ, chúng ta có thể úp lại cái BIOS bằng các bạn định dạng một cái USB theo cái chuẩn định dạng nó là FTA hoặc FT32 ấy. Các bạn cho cái file ROM của BIOS của down từ trên trang chủ về, các bạn cắm USB vào đây. Nhưng mà lưu ý là USB của bạn phải định dạng theo chuẩn là FTA hoặc FT32. Các bạn cắm USB vào đây, sau đó các bạn nhấn cái nút USB boot flashback này. Bây giờ nhấn vào cái USB boot flashback này, khi bạn nhấn vào ấy thì cái nút memory cái nút USB boot flashback này nó sáng ấy, nó sẽ có một cái đèn sáng như thế. Thì lúc này thì nó sẽ tự động úp ROM cho cái BIOS của máy bằng cái file ROM các bạn đã tải ở trên trang chủ về, các bạn cho vào cái cổng này, là cái cổng USB boot flashback ấy, nó sẽ ở cái cổng này, hai cái cổng này các bạn nhá. Đấy, đó thì lúc này các bạn có thể nạp ROM trực tiếp được, các bạn không cần phải tháo con ROM này ra để lấy vào trực tiếp máy nạp, hoặc là các bạn ra thợ để nạp. Đấy, nó rất là tiên tiến cho những cái công nghệ mới sử dụng ở trên cái dòng sản phẩm này. Đấy các bạn, công nghệ này nó cách đây khoảng 10 năm các bạn nhé, khoảng 10 năm cứ cho là một chục năm đi, thì nó đã có cái công nghệ này rồi chẳng hạn, trên những cái dòng bo mạch chủ cao cấp ấy, được chưa? Đấy, và một điều nữa đó chính là ví dụ như ở đây ấy, cái hai cái chức năng này nó là TPU và EPU. EPU thì nó sẽ là tiết kiệm năng lượng, được chưa? Đấy, khi mà EPU này sáng thì nó sẽ là tiết kiệm năng lượng các bạn nhé. Đây, đèn EPU này bật qua này, nó sáng, nó tiết kiệm năng lượng cho cái bo mạch chủ. TPU này ép xung, ví dụ như các bạn sử dụng những cái CPU Core i, nhất là những cái CPU có K ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta ép xung nó tốt hơn. Các bạn bật qua thì nó sẽ tự động ép xung, ví dụ như Core i7 3770K chẳng hạn, thì nó sẽ tự động ép xung lên, được chưa? Các bạn không cần phải làm gì cả. Đấy, do hệ thống bên này ấy, thì nó được hỗ trợ nguồn DigiCộng VLM ấy, thì giúp cho hoạt động của CPU cũng như là đẩy xung CPU, nhân CPU cũng như là hệ số K của CPU có K ấy, thì nó sẽ tự động đẩy và nó sẽ tự động nạp, cho nên là nó rất là ổn định. Đó, nó là như thế các bạn. Khi một cái main nào có nguồn DigiCộng VLM ấy, thì nó lúc nào nó cũng ổn định cho CPU luôn, được chưa? Đấy, nó hỗ trợ nguồn, nó ổn định. Đấy, hai cái dòng FET này thì nó hỗ trợ nguồn rất là ổn định các nhá. Đấy, đó là cái thông tin thêm cho các bạn, được chưa? Đấy, chỉ thế thôi. Đấy, à còn một điểm nữa, đó chính là cái nút memory ok này.
Cái nút Memory OK này ấy, đó chính là nút reset RAM. Khi các bạn cắm tống 4K RAM vào, hoặc là các bạn tống RAM vào đấy, thì nó chạy không 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 được ổn định, hay là nó không nhận, hay là nó báo lỗi đèn đỏ ở đấy, thì các bạn nhấn vào cái nút Memory OK. Được chưa? Khi mà các bạn nhấn vào mấy nút Men OK này ấy, sorry Memory nhé, mà là nút Men OK, được chưa? Memory cũng được ạ. Các bạn nhấn vào cái nút ở đây nó hiệu là Men OK phải không ạ? Khi mà mình nhấn vào đây thì nó sẽ tự động reset 4K RAM này. Đấy, có thể khi mà các bạn reset xong thì nó vẫn sáng, thì các bạn lấy ra lau, sau đó các bạn lại cắm vào. Đấy, sau đó các bạn cắm vào, sau đó các bạn lại bấm nút reset. Nếu mà nó không được nữa thì nó có thể là nó bị lỗi RAM, các bạn thử thay thanh RAM khác, hoặc là các bạn rút ra thay từng khe RAM để các bạn biết được cái khe nào hỏng, thanh nào hỏng, được chưa? Đấy. Còn nút Memory này nó sẽ reset lại RAM, những RAM của bạn đang ở cái bớt nó cao, các bạn đẩy bớt lên cao quá chẳng hạn, thì các bạn có thể để, nếu mà cái Memory OK này thì nó sẽ giúp cho chúng ta, hỗ trợ chúng ta RAM nó rất là OK, được chưa? Đó, giúp chúng ta reset RAM. Còn ở đây là cái pin CMOS rồi, khi bạn tháo cái pin CMOS này ra, tự động BIOS này nó sẽ reset về BIOS mặc định của nhà sản xuất luôn. Ví dụ như các bạn có password, hay là các bạn đang ép sung, hay là các bạn đang boot sai địa chỉ chẳng hạn, các bạn không vào được qua BIOS nữa. Đối với các bạn sử dụng cái chức năng phát boot nhanh ấy, thì các bạn có thể sử dụng tháo cái pin CMOS này ra để cái main của chúng ta quay về chế độ mặc định của nhà sản xuất, để chúng ta có thể là setup lại từ đầu. Đấy là cái pin CMOS. Pin CMOS này nó cũng có nhiệm vụ nữa, nó chính là lưu trữ ngày giờ thời gian, để khi mà các bạn tắt máy, rút hết nguồn điện ra, sau đó các bạn cắm lại main, cắm lại máy, bật máy lên thì các bạn vẫn thấy đồng hồ đi đúng, thì đó là chức năng của pin CMOS, nó là như vậy các bạn. Đấy. Đó. Con này được hỗ trợ một cái bộ nguồn 8 pin, nó cực kỳ ổn định cho cái main của chúng ta, để giúp cho chúng ta có thể là cắm được các màn hình. Các bạn lưu ý tất nhiên là trong một số trường hợp các bạn cắm 4 pin vào hai cổng thì nó vẫn có thể chạy được, nhưng mà nó sẽ không ổn định nếu bạn cắm các thêm các màn hình rời vào. Đấy, thì yêu cầu là vẫn sử dụng cái nguồn 8 pin vào để cung cấp cho toàn bộ hệ thống, bởi vì cái nguồn này nó bo mạch chủ này cũng là bo mạch chủ nó khá là cao cấp với cái thời điểm với thời điểm trước đó và bây giờ nó cũng thế, được chưa? Nhưng mà nó chủ yếu là mấy cái này ấy, thì nó theo thời gian ấy, thì nó sẽ lỗi thời, được chưa? Nó về cái mặt công nghệ, bản chất công nghệ ấy, nhưng mà về mặt bản chất cái bo mạch chủ, về cấu tạo của nó thì nó cũng khá là hầm hố, được chưa? Nó nhìn nó cũng khá là bắt mắt và khá là ngầu, được chưa? Đấy. Về cái tốc độ đường truyền ở đây ấy, thì nó sẽ là 6G/1 giây, được chưa? 6G/1 giây. Có tốc độ truyền. Thực ra tốc độ đường truyền 6G và 3G ấy thì nó không được chính xác cho mấy. Thực ra nó chỉ gây gần khoảng 5570 m một giây ấy. Ở đây nó cũng rơi tầm khoảng 270 m một giây, ba hai cổng màu xanh này ấy, và hai cổng màu trắng này thì nó cái tốc độ đọc là gần 570 m. Bây giờ nó khoảng đấy. Nó không bao giờ được 6G trên một giây, nhưng mà nhà sản xuất thì nó rơi tầm khoảng 6G. Đấy, nhưng mà tốc độ đo thực tế thì nó khoảng đấy các bạn. Đấy. Đó, các bạn chiêm ngưỡng lại cái bo mạch này. Nói chung là nó ngầu các bạn nhé. Đấy, tại sao ở RAM là nó là có hai khe như này và hai màu khác nhau này, để chúng ta phân biệt, để cho nó có độ đua. Ví dụ như các bạn cắn hai thanh vào thì các bạn cùng nó cùng cái bớt RAM, được chưa? Nó cùng bớt RAM và cùng RAM ấy, thì các bạn nên gắn hai khe song so le, được chưa? Ví dụ như khe màu đen này thì vào khe màu đen thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể chạy đua. Còn xanh thì các bạn gắn xanh thì nó giúp cho chạy đua channel, được chưa? Còn các bạn có 4 khe RAM thì các bạn cứ tống vào đầy full thôi, được chưa? Đó. Cho nên ấy, ví dụ như có những cái trường hợp mà có 8 khe RAM thì các bạn ấy thấy là các bạn phải gắn cùng màu này. Ví dụ ở đây nó ghi là A1, A2, B1, B2 các bạn. A1, A2, B1, B2 thì ở đây là A1 thì các bạn cắm vào B1, A2 thì cắm vào B2. Được chưa? Đấy, để cho nó có độ đua cho hệ thống nếu bạn gắn hai khe. Còn nếu mà 4 khe các bạn cứ tống vào đủ 4 khe thôi. Được chưa? Đó, cái này không có cái gì phải lo sợ cả. Đó là cái thông tin của cái dòng bo mạch này. Như vậy thì nó đã khá chi tiết cho các bạn chưa? Đấy. Đó. Nó nói chung cái dòng bo mạch chủ này nó nhanh các bạn nhá. Đấy, nó nhanh do nó sử dụng cái chipset Z17. Đấy, khi mà các bạn khởi động các bạn boot win các bạn, thậm chí là các bạn còn nhanh hơn những cái main nó sử dụng cái chipset của X99 rồi. Đấy, nó rất là nhanh. Và nó cực kỳ ổn định luôn. Đó.
Các bạn thử thử xem cái main này nó chạy được 8 năm rồi, được chưa? Nó được 8 năm rồi. Các bạn thử tưởng tượng cái độ bền của nó như thế nào, được chưa? Đấy, 31 tháng 10 năm 2013. Đấy, đây là của SPC. Đấy, của Vĩnh Xuân phân phối. Đấy, có tem của An Phát luôn. Đó. Chúng ta cùng xem qua socket của nó một tí. Cái này là bộ phận rất là quan trọng. Đây, đây là cái bộ phận socket, mình quay lại gần cho các bạn này này. Socket nó là phải gắn CPU vào. Socket này đó chính là 1155. Có nghĩa là 1155 ấy, có nghĩa là 1155 chân. Bây giờ đã có cái socket 1200, 1151. Đấy, các bạn xem ở đây là bên trong cái socket của nó. Cận cảnh cho các bạn xem luôn. Tất nhiên là trong một số trường hợp ấy, socket này nó gắn vào CPU ấy, không phải là nó lúc nào nó cũng 100% là nó đấy đâu các bạn. 100% là nó có những cái chân ấy thì nó vẫn là chân mát, được chưa? Kể cả khi bạn bị gãy đi thì nó vẫn có thể hoạt động được. Nhưng mà nếu mà chân nó là một trong những cái chân nó yêu cầu nó là chân không phải chân mát ấy thì bắt buộc là phải có. Đấy. Đấy. Tất nhiên là trong cái số chân này nó vẫn có chân mát nữa nha. Đó. Đấy rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem cái nội dung video này các bạn nhé. Rồi ok, bye bye. Bye. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video và mình sẽ gói lại cái này kỹ lưỡng các bạn nhé. Asus P8 ZP7 M Pro các bạn xem này. Đấy, đây đúng dòng sản phẩm các bạn nhá. Đó. Đó, M Pro. Vừa bảo. À, ở đây là các bạn có thể thấy là các thông tin nói chung là nó giống như một cái bo mạch chủ cao cấp các bạn, cách đây khoảng 8 đến 9 năm trước các bạn. Đấy. Các bạn xem ở đây thông tin hiện tại đang chạy full 4 RAM. Đấy, thấy chưa? Các màn hình vẫn chạy này. Đấy, chạy tắt kết cả màn hình CPU này, nguồn vào này. Đấy, thấy chưa? RAM này. Đấy. Đây là đang sử dụng cái. Đây là các bạn có thể thấy là EPU và TPU này. USB boot flashback này, thôi. Nhiều công nghệ lắm. Cái này thì công nghệ này hiện tại đúng là khi mà các bạn mua những cái bo mạch chủ cao cấp từ cái thời điểm mà các bạn có thể sử dụng được rất là lâu năm phải không ạ? Rất là lâu luôn.
đến thời điểm hiện tại nếu mà các bạn sử dụng các ứng dụng thì nó có thể là nó vẫn có chạy được, nó vẫn chưa lỗi thời. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành xem cái thông tin ở đây, các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ xem thông tin phần cứng của nó hỗ trợ trên đây. Đây mình sẽ vào phần device, ở đây các bạn có thể thấy là ở đây toàn bộ cái thông tin. Đấy, ở đây là thì sẽ không có cái thông tin của, ở đây nó vẫn có cái thông tin ví dụ như thông tin phần sao này, phần sao hoặc là phần chipset này các bạn. Chipset thì ở đây thì có chipset, chúng ta xem chipset đây nào. Đấy PCI này. Đó. Ở đây cái thông tin nhất chúng ta sẽ xem qua một cái phần mềm. Phần mềm này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta làm sao các bạn? Sẽ hỗ trợ cho chúng ta để xem cái thông tin. Chúng ta sẽ chỉ xem thông tin từ CPU, RAM, main này, đặc biệt là main này. Đấy. Thì ở đây ấy thì main được ạ, motherboard thì chúng ta sẽ thấy là đúng đúng chưa ạ? Đấy đúng trong sản phẩm. Đấy. Nó sử dụng Intel CPU thế hệ thứ 3. Đấy. Thế hệ thứ 3, 22 nano, 22 nanomet các bạn nhé. Đấy, 22 nanomet. Số nghĩa là nó sẽ chạy CPU thế hệ thứ 3 22 nanomet. Dạ, đây là sử dụng Z77. Đây là chủ dụng con chipset Z77. Z77 là con như nào? Là con nó nằm ở đây này. Đấy. Con Z77 nó nằm ở đây này. Đấy ạ. Đấy, trong cái này thì nó sử dụng chipset Z77. Đấy ạ. Đấy. Đó. Ví dụ như ở trong cái main main H61 này thì chipset H61 thì nó sẽ ở đây. Vâng ạ. Dưới cái này thì đấy, H61 sẽ ở dưới này này. Đấy. Phải không ạ? Đấy, H61 nó sẽ ở dưới này này. Đấy, nó sẽ ở dưới cái dưới này các bạn nhá. Đấy, H81 thì nó cũng tương tự. Căn bản là mấy cái dòng đời kiểu như đời H trở lên ấy, H61, H81 hoặc là những cái đời cao cấp hơn thì nó sẽ không có chipset bắc nữa, thì chúng ta phân biệt rất là dễ. Vâng ạ, chúng ta nhìn vào đấy thì chúng ta biết là nó là chipset B75, B85, Z97, đấy, H110, chẳng hạn, Z390 chẳng hạn, đấy, B360 chẳng hạn, B450 chẳng hạn, đấy, vân vân. Đấy, các bạn có thể xem Vision BIOS như các thứ ở đây, thêm thông tin này, PCIe slot này, hiện tại PCIe hiện tại slot thứ nhất 32 bit 16x1 đang được dùng cho cả màn hình, các bạn thấy chưa? Đấy, còn các slot khác thì nó vẫn đang chờ trong quá trình nâng cấp hoặc là chúng ta lắp vào thì nó mới có. Đấy, đây là hai, đây là chỉ dùng một slot thôi để các bạn xem này. Đấy, slot thứ nhất là dùng, slot thứ hai là nó bé hơn, phải không ạ? Nhân 1, slot thứ ba, slot thứ 4, được chưa? Đấy, tất nhiên hai slot này vẫn có thể cắm được cả màn hình. Tuy nhiên là cái tốc độ của nó sẽ thấp hơn là cái slot thứ nhất. Phải không ạ? Đó. Ví dụ như nếu mà các bạn cắm cả màn hình vào để chạy đua thì nó sẽ giảm cái tốc độ. Phải không ạ? Giảm cái băng thông của nó. Đây slot short nhất PCIe này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn vào đây thì các bạn có thể rõ. Đấy. Đấy, nguồn của nó là nguồn 3.3V các bạn nhá. Đấy, 3.3V được sử dụng. Đây là các nguồn 12V này. Đấy, các bạn không tin, các bạn sử dụng đồng hồ để đo trên main so sánh với cái phần nền các bạn biết. CPU core hiện tại nó đang là nguồn 1V các bạn nhá. Đấy. GPU đấy, GPUZ. Bây giờ các bạn thử nhé, đây là nó 1V, nó đẩy lên 1V mấy này. Bên dưới mình thử đẩy. Đấy, 1V mấy. À đây chỉ nó chỉ đẩy cả màn hình thôi. Rồi, không quan tâm nữa. Đấy, khái là cái này nó hoạt động mà nhá. Đây, đúng. Đây là các bạn có thể xem thông tin này. Đấy,
thông tin nó rõ ở đây hết. Nhiệt độ của nó là 37 độ C thì khá mát mẻ. Ổ cứng thì hiện tại nó đang sử dụng hai ổ cứng thôi. Thực ra nó có bao nhiêu? Nó có thể là nó thôi, nó có chạy 4 ổ cứng được. Mà hiện tại nó chạy nó chỉ chiếm hai ổ cứng thôi. Đấy. Windows đây. Đấy, chúng ta sẽ xem này. Đấy, Vision BIOS này. Đấy. CPU này. Đó, xem cái thông tin. Rồi chúng ta sẽ tắt đi và khởi động lại nha. Để vào trong hệ thống của V code của BIOS này, tắt máy. Đấy. Ta chờ một tí nha. Đây. Delete này. Delete này. Delete delete này. Đấy, nó đang khởi động lên, nhấn liên tục. Asus là sẽ là phím này. Các bạn xem qua màn hình bên này thì ở đây các bạn xem là F7, thấy chưa? Đấy, đây là cái thông tin của Ryzen BIOS này. Đấy. F7 để vào phần thông tin chung này. Ở đây thì có cái mã này, cái mã thông tin của cái dòng sản phẩm bạn nhá. Đấy. Thấy chưa? Thông tin của dòng sản phẩm. Đây là cái chế độ nâng cao là liên quan đến Fsung, liên quan đến OC, liên quan đến DRAM, Tmin, Control, Digi cộng VRM, cũng như là liên quan những cái các bạn Fsung, dòng Fsung của cái dòng main này ấy, thì nó nói chung là Z17 thì nó Fsung được CPU Core i7 3770K các bạn nhé. Đấy, 3770K. Còn K là nó giúp cho chúng ta có thể là mở khóa được cái hệ số nhân mà nó giúp cho chúng ta có thể ép xung được. Dạ, dòng này tối đa mắc i7 là 3770K các bạn nhé. Đấy. Monitor đây ớt fan phần nâng cao này. Đấy, các cổng USB hiện tại đang sử dụng này như nào. Đấy, xem. Đấy, chúng ta có thể sử dụng để tiến hành nạp ROM, nạp BIOS cho cái này. Đấy, phần vùng nạp ROM, thì có thể nạp hiện tại ROM phiên bản update vào 15 tháng 12 năm 2015. Và đây cũng phiên bản hiện tại cũng là phiên bản cuối cùng là 2203 các bạn nhé. Đấy, phiên bản Vision BIOS các bạn sẽ search mã này trên trang chủ, các bạn sẽ ra. Đấy. À, hiện tại ở đây là chạy full là đây, xem thông tin RAM là ở đâu các bạn biết, ở đây này, đây RAM này. Đấy. Memory profile Asus SPD, đây RAM ở đây này, A1 này, rồi A2 này, A1, A2 và A1, A2, A1, A2, B1, B2, rồi nó đang chạy bớt 1600 đấy. Đấy. A1, nếu các bạn gắn hai thanh thì A1 vào B1, A2 sẽ vào B2, phải không? Đó. Như các bạn xem ở trên này này, đấy A1 vào B1, A2 vào B2, thấy chưa?
và xem rõ cái thông tin ở đây. Kia ở đây này nó có cái thông tin này A1 B1 thấy chưa, kia này đấy A1 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 B1 A2 B2 đó chưa đấy. Đây là RAM nó khác háng các bạn ạ, nhưng mà nó vẫn chạy bớt được, nó khác háng các bạn nhé. Đấy, nó là cái thông tin nó là ngào bốt trực tiếp mà ở trong cái CSM đây, bốt trực tiếp Enter để nó khởi động lên, nó có nhanh nha, nó đang chạy lên SSD đây. Đây, nó đang chạy SSD các bạn nhé. Dữ liệu của SSD của C này cũng khá là đầy rồi. Đây, nó cũng khá là nhanh các bạn ạ. SSD SATA 3 hay là cái SATA 6G đấy. Rồi, nó đã khởi động lên đấy. Đó. Rồi, đây là cái thông tin các bạn nhé. Chạy full cổng USB luôn các bạn. Cổng USB hiện tại chạy full luôn đây này. Các bạn có thể thấy là USB 3.0 này. Controller này. Đấy. Chạy đầy đủ các cổng USB. Đó. Giờ ok các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Và hẹn lại các bạn ở những cái video lần sau các bạn nhé. Ok.